Bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh à, với chiếc Ford Everest phiên bản Ambien một chiếc xe có thiết kế tiện nghi rộng rãi cùng với nhiều công nghệ xứng đáng với cái mức tiền anh chị và các bạn để có thể sở hữu một chiếc SUV 7 chỗ hoàn hảo cho gia đình hay công việc rất là tuyệt vời như em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn đây ở chiếc xe Everest phiên bản mươi 2022 này thì là, là mẫu mới của năm 2023 rồi đã được bác chủ nâng cấp như mặt ca lăng và một số cái tiện nghi option bên trong chiếc xe. Để anh chị bạn có thể nắm rõ thì em mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan chi tiết với em ở phần đầu xe với những phần mặt ca lăng được bác chủ nâng cấp lên nhìn chiếc xe nó trông nó hầm hố hơn. Cùng với đó thì xe cũng được trang bị như là hệ thống dán kính thảm trải sàn rồi. Vệ bước này rồi một số cái tiện ích option của chiếc xe anh chị bạn có thể tham khảo mâm thì trang bị mâm hợp kim với kích thước là 18 inch một dàn nốt của chiếc xe thì là liền đời anh chị ạ những cái chi tiết về gương kính chỉnh điện thích hợp báo rẽ này về che mưa hay là những cái phần thân vỏ của chiếc xe sơn si vẫn giữ được độ nguyên bản cao và xe sản xuất là năm 2022 thì vẫn còn chế độ bảo hành của hãng anh chị nhé nên các bác mua về rất là an tâm mình có thể mang vào hãng hoặc một bên thứ ba check test kiểm tra tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước mang đến cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này tuy là cái bản thiếu thôi nhưng mà xe nó vẫn mang lại cho anh chị và các bạn những tính năng an toàn như hệ thống cảm biến cam lùi và cái không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì anh chị và các bạn muốn uh, gia tăng thể tích thì mình hạ hàng ghế thứ ba bằng cách là gập cơ anh chị ạ nó chưa được trang bị gập điện gập điện em nhớ không nhầm thì ở trên đời 2020 Model 2023 này thì nó sẽ chỉ có bản full, bản hai cầu thì nó mới được trang bị gập điện, bản một cầu thì nó sẽ bị cắt đi. Nhưng bù lại thì nó sẽ mang lại cho anh chị và các bạn như là hệ thống cửa sổ trời. Còn với bản thiếu này thì nó sẽ không được trang bị những cái tính năng tiện ích đó. Đấy, an toàn của chiếc xe thì nó vẫn mang lại đầy đủ những cái tính năng an toàn tiêu chuẩn. Keo chỉ ốc ác của chiếc xe thì anh chị có thể thấy nó còn nguyên bản hết. Xe thì cũng mộc mạc thôi cái cốp này thì đã được ba chủ nâng cốc lên là cái cốp điện chứ nguyên bản nó là cốp cơ anh chị ạ và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về cái không gian khoang hành khách hàng ghế thứ hai của chiếc xe để khám phá cái độ rộng rãi cũng như là tiện nghi nó mang lại cho người dùng đây là những cái chi tiết như là hệ thống keo chỉ này rồi đến những khu vực tap ly của chiếc xe thì em mời anh chị và các bạn cùng tham khảo qua khi anh chị và các bạn xem mà chỗ nào đang thắc mắc cần hỗ trợ thông tin thì có thể liên hệ em theo số thoại trên màn hình em sẽ hỗ trợ đầy đủ những cái thông tin mà anh chị và các bạn đang cần tìm hiểu đảm bảo cho anh chị và các bạn thông tin chính xác nhất Đấy, những cái khu vực mà thiết kế phần mở cửa của chiếc xe đã được thiết kế rất là mới keo chỉ ốc ác là còn nguyên bản hết với khối động cơ của chiếc xe này thì nó sử dụng khối động cơ máy diesel máy dầu à, 2.0 lít cho cái công suất của chiếc xe có thể đạt tới là 170 mã với sức uh, kéo của chiếc xe thì có thể đạt tới là 4050 405 Newton Đấy. Cái vận hành của chiếc xe thì nó rất là tuyệt vời. À, với những anh chị và các bạn đã trải qua về cái mẫu xe uh, Everest uh, này rồi thì mình có thể là đưa ra một số bình luận để mọi người có thể nắm bắt được cái tình hình cũng như là cái tình uh, cái vấn đề gặp thường gặp khi xảy ra ở trong quá trình mình sử dụng để mọi người có thể là cân nhắc lựa chọn anh chị nhé. Đây là những phần như là hệ thống lên xuống kính này, hệ thống chỉnh gương này. Đấy, bên trong đây thì với những phần con ốc bản lề, ghế ngồi thì vẫn có trang bị chỉnh điện cho anh chị và các bạn. Đây là những chất lượng về phần ghế lái, ghế phụ của chiếc xe thì anh chị bạn có thể tham khảo qua. Tính năng an toàn thì túi khí này rồi là hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát tốc độ vẫn được trang bị đầy đủ cho các bác màn hình thì được trang bị là màn hình kích thước lớn rồi ở phiên bản nào thì nó cũng được trang bị cái màn hình như này ba chủ cũng đã nâng cấp cho chiếc xe như là hệ thống cam hành trình và đầy đủ những các tiện ích option cho anh chị và các bạn vô lăng thì có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng anh chị có thể thấy các phím bấm chức năng của chiếc xe thì cũng rất là dễ dàng sử dụng và thao tác đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể lái xe an toàn phía sau là cụm đồng hồ hiển thị thông tin Ba chủ cũng đã nâng cấp thêm cho chiếc xe như hệ thống cảm biến áp suất lốp rồi, những cái tính năng hữu ích cho người dùng. Bác đã nâng cấp hết rồi, mình mua về chỉ việc sử dụng thôi. Và cái mức giá cho chiếc Ford Everest phiên bản phần phiên bản là phiên bản Amien một cầu sản xuất là năm 2022, mô đồ là 2023 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn 1 tỷ 0, 60 triệu giá này thì em còn giảm và thương lượng cho các bác đang có nhu cầu. Nếu anh chị và các bạn đang cần thông tin chi tiết cụ thể tham khảo thì mình cũng có thể truy cập ngay tại web otosehơi.com để mình có thể lắm bắt thông tin và nhận được các thông tin mà anh chị và các bạn đang cần tìm hiểu. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ trong video có những sai sót nhỏ mong anh chị và các bạn có thể bỏ qua giúp em và cũng như góp ý cho em để em có thể hoàn thiện hơn mang đến cái nội dung nó đầy đủ hơn cho mọi người ở những video tiếp theo để mọi người có thể dễ dàng chọn được mua xe và đảm bảo yên tâm cho anh chị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại